Xin chào cả nhà, xin chào các anh chị em dành cha thân mến. Nói chung mình có nhà trở lại kênh Cô Thúy Phong Linh Cuộc Sống và Pháp. Cả nhà hôm nay mình chia sẻ mình làm con gà đêm nước mắm rất là đơn giản dễ làm, màu đẹp để mình đãi tiệc hoặc là gia đình mình có khách nha cả nhà. Nhưng mà cả nhà cùng thấy chuẩn bị mình làm gà đêm nước mắm màu đẹp, hấp dẫn, thơm ngon, dai, dẻo cho gia đình mình để mình đãi bữa tiệc cho người khách của mình ăn ngon nha cả nhà. Mình để đường vô để mình thắng cái caramel cho nó đẹp đẹp để mình chế cho con gà nha cả nhà. Đó, mình để đường vô đó. Rồi bây giờ mình cho tí xíu nước vô ha. Mình cũng chuẩn bị một tí xíu nước bên để chút nữa mình chắc vô ha. Thế cũng chuẩn bị chút chanh luôn nha cả nhà. Nè, chút chanh nè, chút nữa mình sẽ vắt chanh vô. Mình không có để nước thì mình vắt chanh. Mình lấy cái chiều cờ kịch sệt sệt để mình chắc vô mình chế con gà của mình. Mình chuẩn bị nha cả nhà, chuẩn bị nó hơi vàng vàng hơi là mình sẽ bắt chanh vô để cho nó đừng có bị đặc ha. Mình lấy cái màu cho nó đẹp để mình chét gà. Rồi cả nhà mình bắt chanh vô đi để thôi nó đen nha cả nhà. Đó, bắt chanh vô. Cả nhà thấy Thí Thắng là nó văng tùm lum không? Tắt lửa ha, hà lửa đi rồi cũng thôi là nó sẽ đen cái chua ra bên của mình á. Mình bắt chanh vô cho nó đừng có bị chẹo lại. Nó đừng có bị đó, nó được cái màu đẹp rồi ha. Cái màu nó rất là đẹp rồi, mình sẽ chuẩn bị mình cho một tí xíu nước thôi ha. Nè. Đó, một tí thôi. Để cho nó sệt sệt, nó đừng có bị kẹo thôi, nó đừng bị dính kẹo thôi là mình tắt bếp ha. Bây giờ mình tắt nha cả nhà. Đó, mình tắt bếp nè. Rồi mình sẽ để qua trên khác ha, để bên đây nó nóng và nó sệt chảy. Cái caramel của mình à, đó cả nhà thấy nè, cái màu nó gì thôi nè, đó màu nó hò đỏ đỏ tím tím thôi nè, không có đen thui ha. Mình lấy cho cái màu nó đẹp rồi để mình chét cho con gà của mình cho nó màu đẹp, khi mà con gà nó tắt rồi đó, tắt bếp, gà tắt bếp rồi đó, mình sẽ chét cái này lên để cho màu mặn gà mình nó đẹp. Rồi bây giờ mình ướp con gà nha cả nhà. Đây là mình có muỗng canh đường nè, bây giờ con gà thì mình tăng lên một canh đường, con nửa muỗng cà phê bột ngọt nè, tỏi, hành, gừng, chỉ đơn giản thôi ha. Rồi cũng theo là con gà của mình là con gà này gà đẻ nha cả nhà, gà này là gà dai nè, cứ ngắt là chân nó giống như cây củi vậy đó. Mình sẽ đi gặm nước mắm ở ngoài vườn giống như hồi bữa mình sẽ làm con gà đó. Để hôm nay mình làm nguyên con để mình đem lên nhà chị Ngọc, mình sẽ lên nhà chị Ngọc mình chơi, sẵn mùa hè này mình không có đi biển này, thôi chị Ngọc rủ lên nhà chị Ngọc chơi để hái trái cây. Sẵn dịp mình đi lên nhà chị Ngọc mình chơi, mình không đi biển mình đi chơi, đi trên nhà chị Ngọc chơi. Nay mình làm con gà ướp nước mắm cho chị Ngọc ha. Đầu tiên thì Thiết cũng cắt tỏi các hành ra để cắt tỏi ra để mình làm mình ướp lên hành với tỏi ha. Ướp thì mình ăn cả nhà thì mình làm như thế này, không cần phải để nguyên bự ha, mình ướp về cho nó thấm cho nó thơm con gà để mình sẽ riêng cho nó ngon hơn. Mà đã nguyên bự thì nó cũng ra nó thấm, nhưng mà bây giờ mình muốn ướp gà tư này nè nó thấm nè. Mình đập cái phần tiêu này ra luôn cả nhà. Đó. Mình đập cái phần tiêu này nữa, hộp hộp còn to cũng được. Mình hầm nó lâu lắm, cả tiếng đồng hồ thì con gà này nó sẽ mềm, cái tiêu nó sẽ mềm luôn. Rồi xong nha, bây giờ tiếp theo thì mình sẽ làm cái bỏ đường nè, bột ngọt vô nè. Bữa nay con gà mình nó to một con thì mình cho một muỗng canh đường đó, chút nữa mình sẽ cho nữa muỗng cà phê đường thêm nữa để mình chệt. Chệt với cái caramel đó cả nhà. Bây giờ chúng sẽ để nước mắm. Bây giờ con gà này nó to, mình sẽ cho luôn 5 muỗng nước mắm ha. Chút nữa mình sẽ cho thêm 2 muỗng nữa. Mình muốn ăn vừa ăn thì vậy, còn nếu mà cả nhà muốn ăn mặn chút cả nhà thêm 1 muỗng nữa là 6 muỗng nước mắm. Đó. Chút nữa mà nó chín thêm 2 muỗng nữa là tầm 7 6 muỗng, 7 muỗng nước mắm đó cả nhà.
Mình cho là 4 muỗng nước mắm này nè, chút nữa mình sẽ để đó, mình cho nó sệt chút nữa rồi mình sẽ để lên trên cái bình của nó 1 muỗng 2 muỗng nước mắm nữa, là tổng cộng 6 muỗng nước mắm. Calamen của mình á, mình để mình làm mà ướp như thí này xong hết thì hãy làm calamen nha, bạn để vô luôn nha cả nhà, chứ không thôi là mình để hồi nó cứng à, thấy chế nước ít nó cứng nè, mình chế nước nhiều thì nó không có sệt được, sệt của calamen nó không đẹp đó, nên mình phải để ít nước là cứng nè cả nhà thấy không. Bây giờ thì sẽ để vô đây, thì lấy muỗng thì để vô cho cái chén của mình nè, cái đô của mình nè, để mình lấy màu của calamen đó. Nó đang còn nóng mà để vô ngang, để chút nó hết màu đó, nó hết đó, mình để cỡ khoảng muỗng canh calamen ha, để hết luôn đi, nó cũng không có đen lắm đâu mà nó chỉ là đường thôi, mình tắm muốn là kẹo đó. Rồi mình trộn vô đây nè cả nhà, rồi mình trộn vô đó. Cho một muỗng cà phê dầu điều nè, đó, muỗng cà phê dầu điều xong rồi mình sẽ lấy cái gói sa tế mình để vô nha cả nhà, đó cái gói sa tế của mình nè, mình lấy cái muỗng khác mà được, muỗng này mình không múc được luôn, nó dính cứng ngắc trong này rồi, đó mình cào, rồi mình sẽ ướp con gà, cái này nè cả nhà, cái này là mình chút nữa mình không cần để đường nữa nha, mình chỉ lấy cái nước này mình chét lên gà thôi là có đường tổng tan thành nước đường kẹo đó. Rồi mình để con gà qua đây mình ướp luôn. Con gà này thì mình làm cho chị Ngọc, cho nên mình để tới nhà chị Ngọc thì chị Ngọc đi ăn, nên mình làm thêm mấy cái cánh nữa để mình ra ăn chung, để mình lấy cái cánh thì mình ăn buổi sáng này. Để con gà này mình nuôi con gà vừa vừa như vậy đó, mình ướp mình ram nước mắm, hoặc mình nhà mình đông mình mua con gà to, con gà mới đẻ to cũng được ha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ chế nó vô đây, mình sẽ chế nó vô đây. Cái màu kẹo này nó gạch ra đẹp, nó sẽ làm con gà mình sẽ đẹp nha cả nhà. Mình làm đám tiệc thì mình sẽ làm cái màu caramel kẹo này để mình ướp vô con gà của mình cho nó có màu đẹp ha. Mình ướp cánh ướp đầu luôn. Chút nữa thấy sẽ để thêm 2 muỗng nước mắm nữa, là tại anh có hai cái cánh này nữa nè. Cái gà này cả nhà sẽ để 6 muỗng nước mắm, hoặc cả nhà ăn hơi mặn mặn thì 7 muỗng nước mắm, và chừa nước sạch sạch lại cỡ khoảng hơn nửa chén này nè, để cho con mình nó chan ăn, hoặc là mình chan ăn rồi mình chấm cái gì đó thì mình có thể để 7 muỗng mắm luôn. Phần tiếp theo của mình thì mình cắt cái này ra. Đó, mình cứ cắt bự vậy đó, đừng có cắt nhỏ. Xào cái hành tỏi gừng của mình. Đó. Chảo nóng lắm nha cả nhà, mình sẽ để cho ấy thôi chứ không thôi nó nóng lắm. Nó mỏng lắm. Thôi mình để vô. Để mình dùng cái này mình sẽ xào nó lên. Mình rồi mình để con gà vô. Thấy không? Cả nhà thấy nãy nó nóng lắm nè, lửa lên nó hết nóng. Cái chảo này nó rất là mỏng nha cả nhà. Nó rất là mỏng cho nên mình phải đầu tiên mình để lửa nhỏ nhỏ thôi, để thôi là chảo nó sắp cháy. Đó, nó vàng rồi cả nhà, nó vàng mấy cái tỏi mình rồi, mình phải để ra vô ngăn, đừng để nó cháy nha cả nhà. Đó, nó vàng rồi, giờ mình để ra vô nè. Gà nó có nước đó nha cả nhà, mình để vô không mới chạy sợ cháy thôi. Đó, con gà này nó có chảy nước. Thế để mấy cái cánh vô cái ram cho nó hơi hơi chút nữa thì sẽ lấy ra. Chừng nào gà nó chín, gà con gà nó chín thì chúng mới để cánh vô. Tại cánh gà là cánh gà thường, nó không phải cánh gà đẻ. Để vô sớm cái này là sẽ gục nó bấy cái gà của mình đó, lấy cái cánh. Đó thì để vô đây cái ram cho nó thấm mà. Thấm cái cánh này mình vớt cái cánh ra nha. Chừng nào nó gần chín mình phải để cánh vô mình đi, chứ không thôi là nó sẽ bị bấy nát bé cái cánh. Rồi bây giờ mình có thể mở lửa lớn lên. Rồi mình chế nước cho nó thấm hơn hơn, rồi mình chế nước vô ít ít để cho nó thấm con gà của mình. Rồi mình sẽ làm mình để nước, mình mới để nước nhiều ha. Các bạn nhà thấy không, bây giờ ghim lại cũng được luôn. Có con tay màu à. Hôm bữa thì nấu con gà kia nó nửa con á, nó không có nước. Mình phải để nước, con gà này bữa nay mình không cần để nước nè cả nhà. Nè, nó có nước rồi. Nó mình rửa đó, trong mình nó có nước không á.
cho nên mình không cần để nước nào, mình chỉ để nước này cho nó sạch sạch để nó thấm thấm một chút thôi. Rồi mình sẽ chế nước vô, mình để nạp con gà ngập hơn đầy con gà để cho nó mềm ngang gà nha cả nhà. Bây giờ đầu tiên mình sẽ luộc con gà đấy, rồi chừng cuối cùng thì mình mới nó gần chín, nó chín nó mềm thì mình mới cho nó sệt lại để mình rim nước mắm, mình chế nước mắm mình rim nha. Đó, bây giờ mình sẽ để nó thấm rồi ha cả nhà, bây giờ mình sẽ cho nước vô nha. Để thôi nó chắc cái nước này nó sẽ cháy cái mình con gà của mình nó bị nám, là mình sẽ làm con gà nó không đẹp. Đó, mình để nó ngập nước vậy đó cả nhà, nhưng mà nó cũng còn chưa có được ngay cái đùi này, mình phải canh mình nấu cho nó chín luôn nha, chứ không nó bị nín. Giờ thấy cho giường thì sẽ nhúng lửa ngoài giường nha. Mưa đêm hôm ướt nhẹp ướt nhem hết nha cả nhà, mình vẫn nấu bình thường, ướt nhưng mà nấu được đó. Mình không biết củi là nó cháy, củi nhỏ nó khói quá luôn cả nhà. Mình giờ mình nấu cho thiệt thôi con gà ha, giờ mình thiệt mềm luôn, hầm con gà thiệt mềm ha. Rồi mềm rồi xong rồi mình chuẩn bị mình tiếp tục mình sẽ làm gà cho nó màu đẹp ha, bên trên đó cho nó ghim thành ghim nước mắm. Đổ nước vô thêm nha cả nhà, lúc nào đưa cái lưng lên là gà nó không có chín rồi, đổ nước vô thêm tại vì mình không có đầy dung nè. Đó, đổ cho nó ngập tất cái mình nó luôn, mình chụm củi mà không sợ đâu, kệ nó, cho nó ngập hơn gần tờ chừa cái mui lên thôi, chứ không thôi là nó không có chín con gà. À, mình đổ hết luôn đó, nó ngập vậy đó thì nó mới chín được cái mình con gà, không thôi nó bị nín đó, nín con gà. Nhà bây giờ mình để nước mật ong vô nha, hồi nãy mình chỉ để calamen thôi, bây giờ mình sẽ cho một muỗng canh mật ong nè, để vô đây để chút nữa rồi mình trộn cái nước này, mình sẽ chệt con gà, mình sẽ ghim gà đó. Có thể để sớm cũng được, không để sớm cũng được. Bây giờ mình để trễ chút nữa mình ram lên con gà, mình chế con gà cũng được, cũng ngon nha cả nhà. Rồi xong mình sẽ chuẩn bị nấu con gà nó mềm, thì mình sẽ chế cái nước này lên, lên trong con gà cho nó thấm con gà, xong rồi mình sẽ chế cho nó đều gà. Rồi chừng nào nó sạch sạch thì mình sẽ múc nước để mình chan gà cho nó đẹp da nha. Gà của mình đó cả nhà, sôi bột 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 mình luộc, mà bây giờ mình đang luộc gà nha, chứ mình chưa có game đó ha. Đó, đây là mình để thêm hai muỗng nước mắm nữa nè nha cả nhà, mình không có mình để một muỗng canh mật ong rồi mình không để đường nữa ha, tại mình thắng đường caramel rồi mình không có để đường nữa, nó ngọt lắm. Bây giờ mình sẽ chan vô gà để cho nó sắc nó thấm vô gà ha, rồi mình chừa một ít thôi ha, chừa khoảng muỗng thôi để chút nữa mình chét lên mình nữa thôi. Rồi bây giờ thì sẽ để vô chứ múc được muỗng thì để vô trong đây đó, để vô trên con gà mình để cho nó chút nữa nó sắc lại để nó thấm, chúng thôi mình để trễ quá nó không thấm vô gà đó. Còn mình chừa lại khoảng một muỗng hai muỗng để chút nữa mình chế lên mình nó thôi ha. Rồi mình chừa lại một ít nữa cả nhà. Đó, mình chờ ra khoảng nhiêu đây chút nữa mình nó chín, gần chín gần tắt lửa mình sẽ chế thêm phần này nữa. Rồi bây giờ mình sẽ nấu thôi ha, nấu chừng nào nó sắc cái nước này là vừa ha. Nhiều nước rồi cả nhà. Đó, bây giờ thấy lật lại nè, thấy lật con gà lại rồi đó. Cả nhà thấy không? Nó thơm bay mùi bảy lỗ mũi luôn cả nhà. Hầm mình hầm mình ghim nước mắm là mình hầm gà nó mềm trong mình mới làm, cho nên tỏi cái đồ đó nó mềm nó thơm. Gà mình nó chín rồi cả nhà, chuẩn bị nó chín rồi, bây giờ mình sẽ chế nè, còn phần nước cuối cùng là mình chế nó lên ha. Hả, đó bây giờ mình lật nó xuống, mình chế nó lên, nó dính trên lưng rồi, nó dính trầm lum trên lưng, bây giờ mình lật nó xuống cả nhà thấy gà không nè, mình gõ nó rất là dai nha cả nhà, nhưng mà mình hầm nó mềm ăn rất là ngon, nó rất là thơm. Ủa, con gà mình nó sắc rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ canh múc nước mình chế lên lưng nữa ha, múc nước cái màu thôi, đừng có múc tỏi ha, coi chừng cái tỏi này nó dính nó dơ. Mama. Con gà mình nó chín rồi cả nhà, bây giờ mình không có múc được cái thước ở dưới cạn ha, ở dưới ha, mình sẽ múc ở trên cái mặt này nè, mình chế lên cánh lên mình đó. Đó, còn múc cho cái màu này nè, mình chế lên để mình thấy trong màu con gà của mình nó sẽ đẹp nha. Rồi mình chế nè,
nó có mật ong, nó có màu điều, rồi nó có nước màu nữa, nó rất là ngon con gà của mình. Mình muốn làm đám làm tiệc thì mình sẽ làm như thế này, còn nếu như mình không muốn làm như thế này thì mình ăn bình thường, mình làm giống như con gà bữa hổm thấy làm đó, nó đơn giản bình thường vậy đó là cũng ăn ngon thôi, nhưng mà cái màu nó không đẹp lắm. Hôm nay mình sẽ làm caramel, mình để vô cái con gà này cái màu nó rất là đẹp thôi. Đó, mình chế xong con gà của mình đẹp, rất là đẹp ha. Cả nhà thấy không, bây giờ gần cuối rồi, con gà của mình nó sắp nước hết rồi, đừng có chùm nó nha cả nhà. Để cho nước này để cho mình đem vô cho chị Ngọc chị chấm bánh mì chị ăn. Có thể chị ăn cái gì chị ăn cũng được ha, chứ đừng có làm sắp nước nữa. Nhưng mà mình để trên bếp nó cũng sắp nước dữ lắm á. Thì cũng đã làm con gà riêng nước mắm màu đẹp cho đám tiệc của mình xong rồi, cái chia sẻ cùng cả nhà rất là đơn giản rồi ha. Thì xin tạm biệt cả nhà video này ha. Cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc đến với gia đình của mình nha cả nhà, không còn chiến tranh bệnh dịch ha. Cả nhà nào mà xem video cho thấy chưa có đăng ký kênh và nhấn chuông thì hãy đăng ký kênh, nhấn chuông hộ thế giới nha. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì tạm biệt cả nhà video này nha cả nhà, thấy hay đăng ký kênh like ủng hộ thế, share cho nhiều người cùng biết nha cả nhà, để cùng nhau làm ăn ha, rất là đơn giản mà.